Anh em lên đại diện lên họp hai đó, cao quà có biết gì cho hai con hai cháu gì mời. Không biết có anh nào muốn lấy vợ miền Tây, lại đây em mai mối cho anh cô gái này. Cô ấy là cô ba, ai cũng biết chiều cho dễ thương nhiệt tình, xuân danh đồ bất tử trong làng. Còn em đây ở xóm dưới, cô gái nết na ngoan hiền, đảm đang dịu dàng và đoan trang. Gọi em cô bấy ở miền Tây, đang tuổi đôi mới chưa biết yêu lần nào. Ê cũng được nha. Xóm này ít nói nhưng nhậu nhiều nè, mồi ngon bên khúc hát dân ca, mình chơi tới bến xã láng sang gì xóm nghe anh ơi. Rồi giờ sao có chịu lấy em hôn, cô bé tuổi xuân thì đang muốn người rước về. Ngoài kia xếp hàng cả chục anh, mà anh hỏng lấy là người khác hốt liền tay á nha. Giờ sao có chịu lấy em hôn, miền Tây cô nào cũng dễ mến mà cô nào cũng dễ thương, cô nào cũng má đỏ môi hồng, vậy anh có thể làm chồng em hôn, hay là anh thưa gia đình xin phép tím má rồi mình yêu nhau, chuẩn bị mâm rượu và trầu cao anh rước em về hai đứa mình bên nhau. Ê ê cô bảy cô ba ơi, thích em quá trời mà đâu có dám nói, tìm người mai mối để anh có cơ hội, đường xa anh cũng lội miếng chúng mình thành đôi, em nói vậy để anh là xính lễ, nếu mà làm ăn có cũ như cũ để em là cô dâu anh sẽ là chú rể, anh rước em về hai đứa mình thành phu thế. Dường sao có chịu lấy em hôn, cô ba ở xóm này ít nói nhưng nhậu nhiều nè, mồi ngon bên khúc hát dân ca, mình chơi tới bến xã láng sang gì xóm nghe anh ơi. Rồi giờ sao có chịu lấy em hôn, cô bé tuổi xuân thì đang muốn người rước về. Ngoài kia xếp hàng cả chục anh, mà anh hỏng lấy là người khác hốt liền tay á nha. Rồi dường sao có chịu hôn, cô ba ở xóm này ít nói nhưng nhậu nhiều nè, mồi ngon bên khúc hát dân ca, mình chơi tới bến xã láng sang gì xóm nghe anh ơi. Rồi giờ sao có chịu lấy em hôn, cô bé tuổi xuân thì đang muốn người rước về. Ngoài kia xếp hàng cả chục anh, mà anh hỏng lấy là người khác hốt liền tay á nha. Giỡn sao có chịu lấy em hôn.